Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là quạt gió giảm lạnh trong xe của xe Toyota Wigo 2017 2019. Sản phẩm được cung cấp bởi công ty Denso Japan trực thuộc tập đoàn Denso có chi nhánh tại Việt Nam và được nhập khẩu phân phối bởi An Thái Auto. Đây chính là quy cách đóng gói của sản phẩm. Mỗi một sản phẩm thì sẽ được đóng trong một chiếc giấy như thế này. Đó là cái mã của sản phẩm anh em nhé. Cái xe Wigo thì nó cũng khá là nhỏ. Đây anh em cùng nhìn này, đây chính là chiếc quạt gió giảm lạnh trong xe của xe Wigo. Chúng ta cùng nhìn sơ qua và đánh giá về chiếc quạt gió này. Cái thứ nhất là về phần vỏ bề ngoài và phần cánh thì được sản xuất 100% bằng nhựa ABS cao cấp. Phần bên trong là các cái lõi đồng, than và các cái con rotor để điều khiển cho quạt gió hoạt động. Đây là 3 điểm chúng ta sẽ bắt ốc vào chỗ hộp quạt gió. Đây là sạc điện của nó này. Sạc điện thì nhà sản xuất cũng đã ghi rất là rõ ràng. Đây là một bên là đầu dương và một bên đầu âm. Đây anh em này, Denso Japan. Đây mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Cho em một chút. Đây, Denso Japan. Đây là cái hướng của chiều gió nha anh em nhé. Đấy, đây là phần cánh của nó này. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Thì vừa rồi em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là quạt gió giảm lạnh phía trong xe của xe Toyota Wigo. Cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727722. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.